quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe đời sống của Viettel TV. Và kính thưa quý vị, chúng tôi ngày hôm nay cũng rất hân hạnh được làm việc trở lại với bác sĩ Phạm Quốc Nhân tại Victoria. Kính chào bác sĩ Nhân. Kính chào Chiếu Hoàng và tất cả các khán giả của đài Viettel TV. Vâng, thưa bác sĩ, chắc chắn là trong những ngày vừa qua bác sĩ có theo dõi và chúng ta cũng được biết là sau khi công ty dược phẩm Merck công bố về cái loại thuốc viên và đã được FDA của Mỹ chuẩn nhận, thì một vài tuần sau đó công ty Pfizer cũng đã tiếp tục công bố về cái loại thuốc viên của họ dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Và cái sự khác biệt giữa hai loại thuốc viên này thì nó thông tin y tế Kim Hoàng có được thì Kim Hoàng thấy cái sự khác biệt nó khá là lớn khi mà công ty Merck tuyên bố là họ chỉ đạt ở mức độ hữu hiệu là 50%, nhưng mà Pfizer thì khẳng định mức độ hữu hiệu của họ khoảng 90% với những trường hợp bị nhiễm dương tính với COVID-19, và nếu điều trị liên tục trong 5 ngày thì cái mức độ nhiễm bệnh sẽ hạ giảm và đặc biệt là không bị bệnh nặng hoặc là không cần phải chữa trị tại bệnh viện. Thì không biết là bác sĩ có thể phân tích thêm về cái hai cái loại thuốc viên mới mà sẽ làm thay đổi cả một cái bối cảnh đại dịch lần này hay không ạ? Cảm ơn Kim Hoàng. Cách đây khoảng chừng có lẽ 2 tuần, bác sĩ với Kim Hoàng qua đài Viettel TV có nói về thuốc. Thì thuốc mà mình điều trị của COVID, ngoài cái vaccine ra, rồi những cái thuốc điều trị trong bệnh viện, thì chúng ta có cái thuốc mà điều trị ở trước khi vào bệnh viện đối với những bệnh nhân nhẹ và trung bình. Đó là cái thuốc của hãng Merck như Kim Hoàng đề cập, là nó là Monibivarie. Thì cái viên thuốc này thì nó hiện nay thì nó ở FDA của Mỹ, nó chưa có thông qua và nó hứa sẽ thông qua vào cuối tháng này nè, cuối tháng 11 nè. Nhưng mà đặc biệt không biết sao mà ở Việt Nam đã dùng rồi, cách đây 2 tháng rồi, như các bạn biết đó, rất là có hiệu quả, thì chúng ta sẽ bàn về Việt Nam sau đó. Thì cái đặc biệt là khi mà tình hình của Âu Châu hiện nay nặng lên, nhất là cái nước Đông Âu á và cả nước Tây Âu, và trong đó với nước Anh. Thì nước Anh cũng vậy, là cũng như là xung phong, là hiện nay là mỗi ngày nước Anh có tới 40.000 ca mà chết khoảng 100-200 trường hợp, cho nên nước Anh rất là hoảng loạn, cho nên đã bây giờ đặt ngay, mặc dù FDA của Mỹ chưa có đồng ý với cái Monibivarie của hãng Merck, nhưng mà Anh đã ngày 4 tháng 11, tức là cách đây khoảng chừng 6 ngày, thì Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới là cấp phép cho Monibivarie, là cái thuốc này là của thuốc Merck. Rồi sau đó thì mình thấy là ngày 5 tháng 11, tức là sau một ngày thôi, thì ngày 5 tháng 11 là hãng Pfizer là tung ra một cái chưởng mới. Hãng Pfizer là quá là nổi tiếng là xưa nay về vaccine Pfizer, hiện nay có lẽ công cổ phiếu của Pfizer nó rất là cao đó, bởi vì cái thuốc này rất là hiệu quả trên toàn thế giới, nó dùng có thể nó vượt qua AstraZeneca. Thì ngày 5 tháng 11 thì cái hãng này nó tung ra nói là đây có một cái, tôi có một cái sản phẩm mới là tên là Paxlovid. Thì cái thuốc này là cái như Kim Hoàng nói là dùng khoảng 5 ngày đó. Nó giống như là cái Monibivarie thôi, cũng dùng 5 ngày trong trường hợp nhẹ và trung bình, tức là bệnh nhân lúc đó là không có thở máy, và nó cũng có cái chỉ định giống nhau. Nên chỉ định giống nhau tức là bệnh nhân á, là cái thở nó oxygen nó không có thiếu lắm, và cái nhịp thở, cái oxygen có nghĩa là trên 96%, và đồng thời nữa là cái hơi thở nó là dưới 20 lần trong một phút. Thì đó là hai cái chỉ định giống nhau của hai thuốc này. Hai thuốc này thì thật sự đó mình có sẽ phân tích ra một có nó nhiều cái phương diện lắm, tức là nhiều cái khía cạnh đó. Thì cái về cái giá thành đi, thì cái thuốc này là nó cao giá lắm, $700, nhưng mà hãng Pfizer phải hứa là cái sẽ giảm cái giá này để cho các nước nghèo dùng. Thì dạ vâng, nhưng mà nó thấy được thông tin đó, họ có nghĩa là họ đi sau, cho nên họ đã cạnh tranh bằng vấn đề giá cả. Thì không biết là họ giảm như thế nào, nhưng mà họ cam kết là tất cả người dân ở các nước nghèo đều có khả năng để mà mua và sử dụng cái loại thuốc này. Thì hy vọng cái lời tuyên bố này nó sẽ được thực hiện để mọi người có cơ hội được chữa trị bệnh. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ mình phân tích ra là cái dùng liều thì nó dùng 5 ngày thôi, nhưng mà cái Monibivarie đó thì nó dùng là 4 liều trong một buổi một lần, mà dùng hai liều trong hai lần trong một ngày, tức là 8 liều, một liều 20
20 mg, 200 mg, tức là 1600 mg á. Còn cái Pfizer nó dùng 3 viên sáng, 3 viên chiều, chia 4 viên sáng, 4 viên chiều. Đó là cái cách dùng mình trong 5 ngày. Bây giờ mình quay lại là cái cơ chế nó như thế nào. Thì lúc trước có đề cập với Thiên Hoàng nói rồi đó. Rồi là cái cơ chế của Minivaria là một cái thuốc mà nó vào trong cái tế bào. Thì nó làm cho cái mẫu RNA của nó làm khiếm khuyết đi. Nó là lỗi đi. Cho nên khi mà con virus vô nó nhập với cái RNA trong tế bào nó, nó sinh ra là nó bị lỗi, cho nên nó không có tác dụng nữa, tức là con virus như con virus vậy, cũng như là nói là bị khiếm khuyết, thì nó càng sinh ra thì nó càng bị tiêu diệt. Đó là cái cách của Minivaria. Còn cái Pfizer ấy, nó cho cái lúc mà bắt Lovit thì nó bắt trước đây của cái thuốc điều trị của HIV và viêm gan C, tức là cái thuốc này nó điều trị mấy chục năm nay rồi, cho nên cái cơ chế nó cũng cổ điển đấy. Mà cổ điển thì lại là an toàn, thì nó là ức chế của cái men của enzyme proteinizer, cái là cái men đó nó hình thành của cái con coronavirus và cũng như là HIV hay là viêm gan C như vậy. Thì đó là cái cách mà nó cái cơ chế của nó. Thì bây giờ chỉ định dùng thì mình đã biết rồi, tức là nhẹ và trung bình. Và cái quan trọng nữa bây giờ là cái side effect nó như thế nào. Thì nói chung là hai viên này nó có side effect cũng nhẹ thôi, cái nhức đầu hay là chóng mặt thôi. Nhưng mà có thể nói một cái này hơi tế nhị một chút xíu, không biết mình nói cái này rồi xong rồi, không biết là cái hãng Merck này nó có hỏi happy với mình hay không. Nhưng mà nên mình ta cũng công nhận là nói sự thật luôn. Là cái nó ảnh hưởng là khi mà cái hãng Merck nó thử ra là cái cơ chế này quá mới, cái quá mới là cái mã di truyền mà lỗi hẹn mà nó để vào trong tế bào chất nó quá mới, cho nên nó không dám thử nghiệm ở những người trẻ mà có dự định mang bầu hay là những người trẻ và có thai hoặc cho con bú. Cho nên thành ra là những cái người đó sau này sử dụng sẽ nó nói là khi mà dùng cái thuốc này đó thì 100 ngày sau khi dùng, những cái người bị nhiễm đấy 100 ngày sau không nên có con, cũng như không có nghĩa là không đừng có kế hoạch sinh con riêng. Cho nên thí dụ như mà bác sĩ mà có nhiễm cái này ấy, thì bác sĩ cũng vẫn dùng được, nhưng mà cái Kim Hoàng chắc có là cũng phải cẩn thận nha. Vâng, thưa bác sĩ, khi mà bác sĩ nói đến những cái vấn đề thử nghiệm đó thì công ty Pfizer có vẻ hình như là họ có một cái sự chuẩn bị chu đáo hơn khi mà họ đã cho thử nghiệm lâm sàng đối với khoảng 775 bệnh nhân nếu mà Kim Hoàng nhớ không lầm. Nhưng mà có một thắc mắc như thế này là tại sao họ chỉ thử nghiệm vào trên cơ thể những người bị nhiễm dương tính nhưng chưa chủng ngừa, thưa bác sĩ? Đúng rồi, tại vì nếu mà chủng ngừa rồi đó thì mà thử nghiệm đó thì nó cũng không có chính xác lắm, và thứ hai nó sẽ lầm lẫn khi mình chủng ngừa là mình có kháng thể trung hòa, kháng thể về chống gai, S gai, gai S và T cell, cho nên nó không có cái kháng thể nó trùng lập như vậy thì nó không có khách quan. Cho nên nếu mà mình không có chủng ngừa thì nó mới có cái cơ thể nó bình thường thì nó tốt hơn. Đó, thì nhưng mà cái mức độ hữu hiệu trong cái quá trình thử nghiệm của những người chưa chủng ngừa thì đối với những bệnh nhân sau này khi họ đã chủng ngừa rồi mà họ vẫn bị nhiễm COVID-19, nếu họ dùng những cái thuốc viên của Pfizer hoặc là của công ty Merck thì cái mức độ hữu hiệu nó vẫn giống như nhau hay là nó còn cao hơn nữa? Nó còn cao hơn nhiều là bởi vì nó được cái kháng thể của chủng ngừa, và đồng thời nó được cái thuốc này nó ức chế con virus nữa, tức là những cái nào mà những cái virus mà nó không có nhạy, bởi vì khi chủng ngừa nó tác dụng không phải là hoàn toàn, ví dụ như là 85% hay là 90% của Pfizer hay là 80% AstraZeneca thì nó còn có 10-15% virus nó không có tác dụng, cho nên thành ra là nó nhờ cái thuốc này cộng thêm thì nó lại là kết quả rất là cao và khả quan hơn. Đó là cái lý do mà nó không có thử trên những người đã chủng ngừa. Thì, nhưng mà dù như vậy thì chúng ta vẫn không thể nào chúng ta lệ thuộc vào những cái loại thuốc viên này. Vaccine vẫn là một trong những cái công cụ đầu tiên mà chúng ta nên sử dụng để mà chúng ta ngăn ngừa cái việc bị lây nhiễm và trở thành người bị dương tính. Chỉ là khi nào chúng ta không may bị nhiễm dương tính rồi thì chúng ta mới sử dụng cái thuốc này thôi, phải không thưa bác sĩ? Chứ không phải là chúng ta ỷ y là có thuốc rồi thì vấn đề chủng ngừa trở thành không quan trọng nữa. Dạ đúng rồi, đa số thì ví dụ như là trên thế giới này người ta khuyên là chủng ngừa là cái quan trọng nhất. Còn những người còn đặc biệt đối với người chống vaccine hoặc có chống chỉ định cho chích vaccine đó, thì chúng ta dùng thêm thuốc này. Mà nếu mà giả sử mà chủng ngừa rồi
mà bị bệnh vẫn có COVID dương tính thì chúng ta dùng thuốc này là càng tốt hơn. Cho nên chúng ta đừng cái chủ quan dùng một loại thuốc này không. Chúng ta có nhiều cái hàng rào lắm. Ví dụ như là những cái hàng rào như mask nè, rồi rửa tay nè, khoảng cách nè, không tập trung nè, rồi tới vaccine. Rồi thậm chí là chúng ta có bàn luận tới cái vụ mà AstraZeneca vaccine đó, tức là nó không có hai loại cái kháng thể đơn dòng hợp với nhau á, AZD mà 4772 đó thì mình 7442 chứ, thì đó là cái loại đó nữa. Rồi ngoài ra chúng ta phải dùng trước khi mà chúng ta bệnh nhẹ thì chúng ta hoặc là dùng Nidivaria hoặc là dùng cái Benavac này nè, thì chúng ta thấy rất là kết quả. Nếu còn không nữa thì chúng ta vào bệnh viện chúng ta sẽ dùng những kháng thể đơn dòng mà như là chính phủ đã mua là Semetrap á, hoặc là Vâng. những cái Remdesivir đó, thì chúng ta có nhiều cái lựa chọn lựa lắm, nhưng mà Dạ, dùng nhưng mà những cái chọn lựa trước đây chỉ là những cái loại thuốc chích vào tĩnh mạch mà thôi. Còn đây là hai cái loại thuốc viên đầu tiên để mà chúng ta có thể sử dụng cách nó đơn giản hơn và cũng là một cái thành công vượt bậc của y học. Tuy vậy, cơ quan kiểm nhận dược phẩm TGA của Úc cho đến thời điểm này, kêu Hoàng biết là cả hai loại thuốc họ đều chưa chuẩn nhận, kể cả thuốc viên của Merck và thuốc viên của Pfizer. Mặc dù chính phủ Úc đã đặt mua rồi, nhưng mà bởi vì TGA chưa chuẩn nhận nên có lẽ là công dân Úc của chúng ta vẫn chưa được tiếp cận và chưa được sử dụng hai loại thuốc này, phải không thưa bác sĩ? dạ đúng như vậy. Thì bây giờ cho đến là hai loại Minivaria và cái thuốc của Paxlovid của Mỹ đó, hãng Merck và hãng Pfizer đó, cả FDA cũng chưa chuẩn nghĩa chuẩn chuẩn nhận nữa, mà cuối tháng 11 này thì hy vọng là Minivaria được chuẩn nhận, và lúc đó Pfizer mới tăng tốc độ lên là có thể là đề nghị lên FDA trước ngày tạ lễ lễ tạ ơn ngày 25 tháng 11 này thì bắt đầu. Nhưng mà anh á, anh lại bây giờ khủng hoảng quá đi, cho nên anh bây giờ ngày 4 tháng 11 đã ok liền, mà có nghĩa là người ok sớm nhất có là Việt Nam 2 tháng trước đã làm rồi mà kết quả Vâng, đã luôn. đây là cái chủ đề mà Kiều Hoàng muốn 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 hỏi ý kiến của bác sĩ. Là như bác sĩ vừa mới nói đó, mặc dù ai cũng biết là cái mức độ hữu hiệu của cái loại thuốc của công ty Merck và Việt Nam cũng đã đưa vào sử dụng từ 2 tháng trước rồi. Và nếu mà chúng ta nói về tình hình dịch bệnh của Việt Nam thì vào thời điểm 1 tháng trước, khi mà Sài Gòn chấm dứt tình trạng phong tỏa vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, thì rõ ràng là chúng ta thấy là cái tình hình lây lan dịch bệnh nó có một cái sự giảm hạ. Tuy nhiên, sau một cái khoảng 2 tuần lễ giảm hạ số ca nhiễm trên dưới 3.000 ca mỗi một ngày, thì liên tục trong tuần vừa qua, số ca nhiễm mỗi ngày đều gia tăng từ mức trên 5.000 ca, trên 6.000 ca, trên 7.000 ca. Và vào thời điểm này, thì số ca nhiễm đã lại gia tăng trở lại ở mức 8.000 ca, và đặc biệt là tại những cái tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là một cái tình trạng mà rất là đáng lo ngại, mặc dù Việt Nam đã có được vaccine chủng ngừa ở mức độ cũng khá cao và cũng đã có được thuốc để mà điều trị như bác sĩ vừa mới nói. Nhưng mà tại sao cái sự lây lan nó không thể giảm hạ vậy thưa bác sĩ? À, đúng như vậy, Tiến Hoàng, thì mình thấy là tình hình của Việt Nam á, cách đây khoảng chừng 5 tháng á, thì nó có nhiều, nó đi lên. Ví dụ như là ở vào cái là tháng 5 á, thì cấp độ xanh, ở đây mình dùng cái chữ màu á, thì nó hơi lạ lạ, nhưng ở đây á, thì tại vì mình có các tiểu bang, mình 6-7 tiểu bang, mình lúc nào mình cũng có giới hạn không được qua lại, nhưng ở Việt Nam rất là khó. Nếu mà chúng ta về ở sống ở Việt Nam, chúng ta thấy cái tỉnh này tỉnh kia nó sát ráp danh với nhau, cho nên là xanh nè, vàng, rồi cam và đỏ. Thì mà chúng ta thấy rằng là hiện nay ở Việt Nam cách đây 5 tháng riêng ở thành phố ở Sài Gòn á, thì vào tháng 5 á, đợt dịch nó là màu xanh tức là độ 1, rồi tới 6 độ tháng 6 là độ màu vàng là cấp 2, rồi tháng 7 là độ màu cam là cấp 3, tháng 8 màu đỏ, tức là cái cấp màu đỏ tức là nó nặng lắm, nó cách ly hoàn toàn thôi. Tức Vâng, là cấp độ màu đỏ hiện nay chỉ có Bạc Liêu là tỉnh duy nhất ở có cấp độ màu đúng đỏ rồi, mà. màu màu đỏ hiện nay đó. Còn các tỉnh khác á, thì nó có lúc màu vàng, lúc màu cam, rồi lúc màu xanh thì hiếm lắm. Nhưng mà lý do tại sao Kim Hoàng hỏi câu đó thì mình nói rõ ràng là từ tháng 8 đó, tháng 9 là sau khi mà giãn cách lại, thì tất cả là trong thời gian còn còn vừa đủ giãn cách, thì tất cả các công nhân của ở thành phố Sài Gòn nó đổ về các tỉnh, tức là các tỉnh lúc đó màu xanh thì sau đó nó biến qua cái màu vàng tới màu cam luôn. Và có hiện nay là những cái nó quay trở lại là ở thành phố lúc trước là màu 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 vàng và bữa nay thành màu cam. Ví dụ như những cái chỗ mà công nhân trở lại để làm việc á, ví dụ như ở Bình Chánh nè, ví dụ ở Nhà Bè, những cái chỗ đó bây giờ nó nặng trở lại rồi. Như là Kim Hoàng thấy á, lúc trước là khoảng chừng 2-3 ngàn ca,
rồi sau đó nó giảm xuống 1.000 ca, bữa nay lên tới là 2.000 ca trong một ngày ở tại thành phố. Và các tỉnh lúc trước có khoảng chừng là một 50-60 ca, 100 ca hoặc 500 ca, bữa nay là nó quay trở cao lên. Như vậy thì tại sao vậy? Cái tình trạng đó là tại do di chuyển thôi, di chuyển. Mặc dù là chính phủ và Bộ Y tế ở Việt Nam đã đưa ra cái 5 ca đó, tức là khoảng cách, rồi khẩu trang, rồi không có được tập trung, rồi khử trùng tay đó, tất cả những cái đó để nhưng rất là hiệu quả. Và hiện nay mình có thấy rằng là Việt Nam á, là có thể nói là vaccine chạy đua theo vaccine đó, có nên là vaccine 8 loại vaccine luôn, mà có thể nói rằng là chích đã là 1 triệu, 100 triệu liều rồi, và hiện nay ở thành phố ở Sài Gòn có thể nói là một liều là 100% rồi, rồi liều thứ hai là 85%, cũng Hà Nội cũng vậy thôi. Nhưng mà các tỉnh á, thì một liều có thể là 95-100%, có thể nói các tỉnh miền đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Trung, nhưng mà liều thứ hai mới có 30% rồi, mới 30%, cho nên còn thiếu á. Cho nên thành ra là chính phủ hiện nay là bắt đầu là mua 25 triệu AstraZeneca, và trong tương lai không biết là Kim Hoàng có biết không, là ngày hôm qua thôi thì là Bộ Y tế đã thông báo là sẽ chích liều thứ ba và đặt ra là 200 triệu liều vaccine cho tất cả mọi người ở Việt Nam. Thì hy vọng rằng là từ đây cho tới tháng 4 năm tới thì có thể đạt tới cao độ lắm. Ở các nước phương Tây thì thường thường là có chống vaccine, không chịu chích vaccine, như Mỹ, Âu Châu, Úc thì ít thôi. Nhưng mà đối với Việt Nam thì người ta rất thích chích vaccine, và nên người ta có thể nói rằng là lúc nào cũng tự nguyện chích vaccine. Vaccine nào cũng được, không có lựa chọn. Dạ, nhưng mà vấn đề nằm ở đây, đó giống như bác sĩ vừa mới nói, Việt Nam là một cái quốc gia sử dụng nhiều loại vaccine nhất. Hiện nay 8 loại vaccine đang được sử dụng tại Việt Nam. Ngoài những cái vaccine truyền thống mà có tiếng như là AstraZeneca, Pfizer và một ít Moderna, phần còn lại phần lớn là vaccine Sinopharm và Sinovac của Trung Quốc, cũng như là vaccine của Liên bang Nga. Hiện nay là Sputnik V đã được sản xuất tại Việt Nam, và hàng trăm triệu liều vaccine từ Cuba, Việt Nam cũng đã đặt. Thì không phải có vì cái nguyên nhân là sử dụng quá nhiều vaccine, và cho dù là cái mật độ phủ sóng ở Hà Nội là gần đến 100% hai liều, Sài Gòn cũng vậy, nhưng tỷ lệ lây nhiễm tại Hà Nội đang bắt đầu bùng phát rất là nặng nề. Phải chăng là vaccine Việt Nam sử dụng nó không hiệu quả như là những cái vaccine mà cư dân Úc đã được chủng ngừa trong thời gian vừa qua hay không? Đặc biệt là câu hỏi rất lớn dành cho vaccine của Trung Quốc. Đúng như vậy, chú Hoàng. Hiện nay thì chúng ta biết rằng ở Việt Nam có 8 loại vaccine. Thì nó là AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik của Nga, Sinovac, rồi của Trung Quốc, Sinopharm của Trung Quốc, rồi của Cuba nữa, Abdala của Cuba, và Hayesvax của Trung Quốc. Nói chung là rất là nhiều loại vaccine, mà những cái WHO mà tán đồng á, thì có 7 loại thôi. Thì trong đó không có cái Sputnik của Nga nè, không có Abdala của Cuba nè, rồi không có cái Hayesvax của Trung Quốc. Mặc dù là ở Trung Quốc có 2 loại vaccine là Sinopharm và Sinovac là được WHO công nhận, nhưng mà cái Sinopharm là kết quả nó tới 79%, trong khi Sinovac có 51%. Mà cái điều rất là ngạc nhiên mà cái Sinopharm hay là cô vaccine được Úc công nhận đó, qua đây đó, như là thật ra nước Úc mình phải đính chính lại, nước Úc chỉ công nhận những người nước ngoài đã chích hai loại này được nhập cảnh vào Úc thôi, nhưng mà công dân Úc thì không được, không có cơ hội để chích hai loại này. Không có cái đó. Dạ, còn nó đặc biệt không biết tại sao mà Mỹ lại chọn Sinovac của Trung Quốc có 51-52% mà được đó, nhưng mà Úc lại chọn Sinopharm đó, của người dân đó mình cũng không hiểu được đó. Thì nói chung là cái liều vaccine vậy, cho nên thành ra là nó hỗn tạp quá. Có nhiều người ở quê mình, thí dụ như ở các đồng bằng sông Cửu Long, chích một mũi Sinovac xong rồi, bây giờ họ chờ đợi, họ không biết mũi thứ hai là mũi gì, tại vì thiếu vaccine. Hoặc là họ chích người AstraZeneca rồi không hiểu là được mũi hai là thế này, có nghĩa là trộn lẫn vaccine. Đó là lý do mà Kim Hoàng thấy rằng cái liều lượng cái bệnh dịch nó tăng lên, là do thứ nhất là do di chuyển để làm ăn kiếm sống, thứ hai nữa là do cái chất lượng của vaccine nó không có đồng đều như vậy, cho nên cái liều nó tăng lên. Và có thể nói rằng là cái mặc dầu chính phủ Việt Nam đã làm rất là kỹ trong cái vấn đề là mà có nghĩa là vừa phân loại nè, các cái vùng xanh, vùng vàng, vùng cam, vùng đỏ. Ngoài ra họ có một cái hệ thống mà gọi là
điều trị á, điều trị nó khác ở Úc này lắm, Đúng. rất là Thế khác, nhưng mà họ có một cái biểu đồ điều trị là cái tháp 4 tầng phân dạ loại từ nhẹ cho tới nặng và thế kể anh, cả dạ đúng rồi, ICU nữa. tại vì đông quá cho nên phải làm vậy. Và thứ hai này, những cái bệnh nhân mà của Úc bị dương tính thường thường ở nhà điều trị mà không có điều trị thuốc nhiều đâu, ví dụ như là Panadol, Panamax rồi nặng là vào bệnh viện, tại số nhiều nó không nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại có lại cái nó phát về Cái túi an các sinh phường đó. xã, phường xã để quản lý bệnh nhân, tức là nó cách ly tại vừa trong cái những cái tháp mà tháp như chị Hoàng vừa nói đó, tức là bệnh nặng á, thì vô cái những bệnh viện lớn, còn những cái bệnh nhẹ nhẹ thì tháp 2, tháp 3 rồi đó, còn những người quản lý tại nhà, còn nếu không á, thì là những cái trại thu dung bây giờ dẹp rồi, cho nên thành ra quản lý tại nhà là chủ yếu. Thì lúc đó là cái người các nhân viên y tế ở phường ở xã đó, họ cho những cái thuốc điều trị, họ cho thẳng nước điều trị là túi A, túi B và túi C. Thì nếu mà túi A thì là những cái người bệnh nhân nhẹ thôi, sốt nhẹ thì cho Panadol, Panamax rồi uống nước cam, nước chanh. Rồi cái túi B nữa thì nó có thêm cái chất cortisone, tức là hydrocortisone để điều trị chống viêm á. Thì cái trường hợp đó nếu mà bệnh nhân mà có cái oxygen mà bảo hòa trong ngón tay đó mà trên mà dưới 96% á, thì người ta cho cái thuốc đó. À, rồi xong rồi nếu hoặc là người ta thở và trên 20, còn nếu mà nặng nữa đó thì người ta cho Munivaria là túi C. Thì lúc đó nhưng mà cái giữa túi B và túi 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 C đó là phải có ý định của bác sĩ đó điều trị đó. Còn ở Úc mình thì bây giờ những cái thuốc đó là không có đó, tại vì Đúng là kêu Hoàng công nhận và đồng ý với bác sĩ là cái quá trình điều trị tại Việt Nam họ chu đáo hơn là tại Úc, bởi vì kêu Hoàng biết được rất nhiều bệnh nhân dương tính tại Úc và đặc biệt là tại Sydney, khi bị dương tính rồi thì coi như là một mình tự điều trị thôi, không có được cái sự cố vấn nào hết. Trong cái tình trạng mà bị nặng thì nhân viên truy vết chỉ nói là mình gọi triple zero để mà được đưa vào bệnh viện chữa trị, ngoài ra họ không cung cấp bất cứ một cái loại thuốc nào trong cái quá trình nhẹ và đi tới nặng. Trong khi Việt Nam thì khá là chu đáo trong cái vấn đề này, khi mà họ đã lập tức phát những cái túi an sinh tùy theo cấp độ của những cái bệnh nhân, khi họ thấy cái lượng số lượng virus trong người thì họ sẽ tự biết được là ở mức độ nặng hay nhẹ để mà điều trị theo cái quá trình này. Vấn đề rất lớn hiện nay là cái vấn đề cái mức độ hữu hiệu của những loại vaccine mà Việt Nam đang sử dụng mà thôi. Và nhân cơ hội này thì Kim Hoàng cũng muốn hỏi ý kiến của bác sĩ đó. Với những trường hợp là người dân Việt Nam đã phải chủng ngừa những cái loại vaccine mà họ không hề muốn, như là những cái loại vaccine của Trung Quốc. Tuy nhiên để mà có được thông hành hộ chiếu vaccine đi làm việc thì họ phải chích ngừa. Và trong tương lai một vài tháng sắp tới, khi mà cái nguồn cung ứng vaccine của Việt Nam dồi dào hơn với nhiều cái loại vaccine có mức độ hữu hiệu cao hơn như là Pfizer, thì họ có thể nào, trong trường hợp họ tự bỏ tiền túi ra cũng được, nhưng khi họ chủng ngừa thêm vaccine Pfizer thì nó có gia tăng được cái mức độ an toàn cho cá nhân hoặc là cho cơ thể của mỗi người hay không ạ? Câu hỏi rất hay. Thì bác sĩ thấy rằng là vaccine Việt Nam hiện nay thì rất là nhiều loại, đúng như vậy. Thì mình nói chung là chia cái nhóm vaccine nó có ba nhóm đi, ba nhóm. Một cái nhóm thứ nhất là nhóm mới nhất hiện nay là cái Pfizer Moderna, và Pfizer Moderna là hai hai cái loại vaccine mới, tức là mã di truyền của mRNA. Thì những cái vaccine này thì nó cái kết quả rất là tốt, và nhưng mặc dầu nó có side effect đó. Còn cái nhóm thứ hai là cái vaccine của cái AstraZeneca nè, Johnson Johnson là Sputnik của Nga, tức là cái vector adenovirus á, thì nó cái nhóm thứ hai. Còn cái nhóm còn lại, những nhóm còn lại là sản xuất cổ điển, tức là cái nhóm đó nó thật lọt con virus nó bất hoạt, tức là cái virus nó chết rồi, nó không có ảnh hưởng. Ví dụ Sinopharm, Sinovac hay là vaccine của Abdala của nghe Cuba, hoặc là của Hayesga của Trung Quốc, và Covaxin của Ấn Độ. Thì tất cả đó ba nhóm đó là cái những vaccine nó lâu đời rồi, nó rất là dễ dễ dàng dùng, mà cái side effect của nó cũng ít nhưng mà nó không hiệu quả lắm. Thì cái ba vaccine nó cái trộn lẫn với nhau rất là dễ dàng, không có khó khăn gì hết. Trên thế giới hiện nay, ví dụ hai hai loại vaccine mình chích lúc đầu mà AstraZeneca, sau này mình chích Sinopharm cũng được, hay là ngược lại Sinopharm sau đó mình chích AstraZeneca cũng được, hoặc là mình chích AstraZeneca rồi chích là có vaccine của Cuba cũng được. Nói chung là nó không có ảnh hưởng gì, không có đến ảnh hưởng đến nỗi mà bị sốc dạng phản vệ hay là chết, nhưng mà nó có cái side effect nó tăng lên, mà chính ra sự trộn lẫn vaccine nó là kết quả lại cao hơn, cho nên cho chứng minh là nó rất là good.
Cho nên sau này nếu mà quý vị ở Việt Nam mà có thí dụ như mà muốn qua Úc, lỡ chỉ chích vaccine Sinovac rồi, thì bây giờ mình chúng hai chích một liều Sinopharm hoặc là một chiếc liều của Pfizer, thì mình được qua Úc là ba liều, trong đó có hai liều. Hoặc là qua Mỹ, bây giờ nó có nói là Sinovac được á, nhưng mà lỡ chích Sinopharm của Trung Quốc thì mình chích lại cái Moderna hay là chích lại AstraZeneca thì cũng được. Có nghĩa là có rất là nhiều lựa chọn để mình khả năng đề phòng, để cho kháng thể của kháng thể trung hòa, kháng thể chống gai và T cell nó tăng lên, thì cái nào cũng được như nhau. Vâng, nói một cách tóm gọn lại là nếu những ai đã chích những cái loại vaccine của Trung Quốc rồi, sau này có điều kiện và có sự lựa chọn, họ vẫn có thể tiếp tục chích thêm mũi thứ ba và mũi thứ tư với những cái loại vaccine mới theo cái hình thức mới messenger RNA như là Pfizer, như là Moderna hoặc thậm chí AstraZeneca mà sẽ không bị nguy hiểm gì đến tính mạng, phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng rồi, dạ. Vâng, nó chỉ có sự gia tăng sự bảo vệ mà thôi, và đó là thông điệp khi mà nghĩ rằng rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta có cơ hội để lựa chọn thì chúng ta sẽ biết được chúng ta cần làm gì để có thể có được cái sức đề kháng nó mạnh hơn trong cái việc chống lại vi khuẩn COVID-19. Bởi vì trên thế giới ngày nay có lẽ là ngoài Trung Quốc là vẫn tuyên bố là zero COVID, thì những nước còn lại đã phải chọn phương án là sống cùng với vi khuẩn rồi. Chúng ta không thể nào loại trừ được cái vi khuẩn COVID-19 ra khỏi cuộc sống trong thời gian sắp tới, và vì vậy chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang để mà chúng ta đối diện với cái cuộc sống mới này như thế nào. Rất cảm ơn bác sĩ đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước khi chúng ta chấm dứt, không biết là bác sĩ có những gì muốn, những cái thông điệp gì nữa muốn gửi đến cho quý khán giả hay không ạ? Cảm ơn Kim Hoa. Thì với khán giả theo đài Việt Face, thì mình nói thêm chút xíu nữa là về cái vaccine, cái thuốc mà của Pfizer đó, mà nó đang cạnh tranh với cái thuốc của Merck đó. Thì mình nói thêm là hiện nay thì cái Pfizer đó, nó đối với nước Úc này mình đã mua được là cái Monivivaria là 300.000 liều ở phía Kim Hoa á, lúc trước mình nói đó. Thì hiện nay thì các nước khác như là Anh, Úc, Thái Lan, Singapore, Pháp, Hàn đều đặt cái thuốc này riêng này hết. Riêng Pfizer thì họ dự định là 180.000 liều vào cuối năm nay, và họ dự định là trong năm 2022 là 50 triệu liều nữa. Để mà, và ông Joe Biden thì ông đặt hai loại luôn, ông đặt hai loại, loại nào cũng đặt hết vậy. Nói chung là ông ủng hộ gà nhà của mình, hãng Merck, hãng Pfizer của ở Mỹ thôi, nhưng để mặc dù là nó có cách biệt khác nhau như vậy, thì hy vọng rằng là chúng ta sẽ có được, nói chung là mình hiện giờ mình chưa có cái thuốc nào điều trị mà được TGA mà chấp nhận ráo rưng á, thì hy vọng rằng là mình sẽ chấp nhận trong thời gian giai đoạn mới này, nhất là khi mà nó mở ra là cái số ca nó tăng cao lên rồi mình không có thuốc điều trị là cũng không được. Và một điểm nữa là bà con thì cũng hơi lo lắng trong cái vấn đề là chích ngừa vaccine cho trẻ con dưới 12 tuổi. Dưới 5 tuổi tới 11 tuổi. 5 tuổi tới 11 tuổi hiện nay thì rất là lo lắng. Tại vì ở Mỹ hiện nay chích rồi, mà còn ở Úc thì bây giờ ATG rồi cũng hứa hẹn là có thể là chích, nhưng mà có lẽ sau Tết. Cho nên rất là bà con rất là lo lắng cái này. Gửi con không yên tâm mà gửi giờ đó mà nhiễm rồi thì về tới đêm về nhà rồi xong đó thì cha mẹ cũng phải thử test lại, cũng phải nghỉ nữa. Cho nên cái dòng lẫn quẩn đó thì bà con cũng cố gắng để mà cẩn trọng, rốt cố gắng chích ngừa, và đồng thời nữa là nếu mà các con nó đi vào đó thì cố gắng sinh hoạt cho cháu này đeo mask và giữ khoảng cách, cái đó điều đó để trong thời gian chúng ta chờ đợi từ đây cho tới năm sau để cho cháu có vaccine để chích ngừa. Cảm ơn các Kim Hoàng và cả quý vị theo dõi đài TV. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình.